Bây giờ là chương trình truyền hình Tam Kỳ. Kính mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch chiến lược đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ. Quét mã QR code tra cứu thủ tục hành chính. Tam Kỳ kiên quyết xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Ủy ban dân thành phố Tam Kỳ vừa phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các đơn vị tư vấn Viện Nghiên cứu Tái định cư Hàn Quốc CARIC, công ty Jundo UIT Việt Nam, công ty SE, trường Đại học An Giang tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch chiến lược đô thị thông minh, một trong 7 hợp phần của dự án xây dựng đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Về phía COCA Hàn Quốc có bà Yang Seo-hwan, phó giám đốc quốc gia COCA tại Việt Nam, cùng các lãnh đạo sở ngành và huyện Núi Thành, Hội An, thị xã Điện Bàn. Dự án xây dựng đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam chính thức được khởi động từ tháng 4 năm 2021 do cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COCA tài trợ với nguồn vốn 9 triệu USD không hoàn lại và vốn đối ứng của thành phố Tam Kỳ là 1 triệu USD. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Trong hơn một năm qua, đơn vị tư vấn đã khảo sát hiện trạng, nhu cầu để đề xuất xây dựng dự thảo các hợp phần liên quan. Tại hội thảo tham vấn, các chuyên gia đến từ Đại học An Giang, công ty Jundo UIT đã chia sẻ thông tin định hướng về chính sách và phát triển đô thị thông minh tại Hàn Quốc, kinh nghiệm điển hình về vận hành đô thị thông minh tại các địa phương, đô thị vừa và nhỏ của Hàn Quốc và định hướng chung cho vùng thông tin của tỉnh, cũng như hợp phần xây dựng kế hoạch chiến lược thông minh tỉnh Quảng Nam, hợp phần xây dựng kế hoạch chiến lược đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ. Hai bên tiếp tục trao đổi các vấn đề liên quan. Lãnh đạo thành phố Tam Kỳ cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ, cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các đơn vị tư vấn để thực hiện dự án đảm bảo kế hoạch, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Đảng ủy quân sự thành phố Tam Kỳ vừa ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy quân sự thành phố đã lãnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó chỉ đạo các địa phương Tân Thành, An Sơn, Phước Hòa hoàn thành tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022. Trong 6 tháng cuối năm, đơn vị tập trung toàn lực lượng thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố năm 2022, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu từ thành phố đến cơ sở, đảm bảo lực lượng, phương tiện và tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, phòng chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Hôm qua, Ủy ban dân thành phố Tam Kỳ đã tổ chức hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022. Hội thi thu hút hơn 360 đồng chí thuộc 13 trung đội dân quân cơ động xã phường trên địa bàn thành phố tham gia. Ngoài phần thi của trung đội trưởng và tiểu đội trưởng, các chiến sĩ tham gia tranh tài 3 môn quân sự phối hợp gồm bắn súng tiểu liên AK-71, ném lựu đạn xa đúng hướng, chạy vũ trang 3.000m đối với nam và 1.500m đối với nữ, bắn mục tiêu bay thấp đối với tổ dân quân nữ. Kết quả trung đội dân quân cơ động xã Tam Thanh đạt giải nhất toàn đoàn, giải nhì toàn đoàn thuộc về Trung đội Dân quân cơ động phường An Phú và giải ba được trao cho Trung đội Dân quân cơ động phường Hòa Hương. Vừa qua tại đồn biên phòng Tam Thanh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị triển khai Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết. Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 11 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Thông qua đó nâng cao trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong việc tham gia, hỗ trợ, phối hợp với các ngành các cấp, xây dựng lực lượng biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 6, Ban tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 48 đảng viên mới khóa 1 năm 2022. Các đảng viên được nghiên cứu các chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đây là những kiến thức để các đảng viên mới phấn đấu rèn luyện để được công nhận là đảng viên chính thức.
Dự án khu dân cư tái định cư Tây Bắc đường Thanh Hóa, phường An Sơn, giai đoạn 1, được thực hiện từ năm 2017 với tổng diện tích đất thu hồi là gần 48.500m², gồm 73 thửa đất của 63 hộ gia đình và 2 tổ chức. Hiện tại, tiến độ triển khai thực hiện dự án đang chậm so với kế hoạch đề ra. Tại buổi làm việc mới đây của Đoàn Giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư, địa phương và đơn vị liên quan giải trình cụ thể nguyên nhân chậm tiến độ dự án, thời gian triển khai các gói thầu còn lại để Ủy ban Mặt trận kiến nghị lên Hội đồng Nhân dân thành phố, đảm bảo dự án nhanh chóng được triển khai trong thời gian tới. Ủy ban dân thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Tại diễn đàn trẻ em năm nay, có 84 bạn học sinh đến từ các xã phường bày tỏ ý kiến về các vấn đề mà các em quan tâm như bạo lực, xâm hại trẻ em, quyền tham gia của trẻ em. Qua đây, lãnh đạo các ngành của thành phố lắng nghe, chia sẻ và có các giải pháp cụ thể thiết thực nhằm thực hiện tốt hơn việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục các em trong thời gian tới. Dịp này, Ủy ban dân thành phố cũng đã tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức hội nghị truyền thông về công tác gia đình và triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm triển khai rộng rãi nội dung giáo dục đạo đức lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình đến đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình và câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững trên địa bàn thành phố. Từ đó góp phần xây dựng gia đình thực sự tiến bộ, no ấm, hạnh phúc. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thành tổ chức gặp mặt tuyên truyền về kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, trao 40 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh mồ côi, đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Đồng thời trao kinh phí nhận đỡ đầu quý 2 năm 2022 cho hai em học sinh mồ côi tại khu phố Đoàn Trai và Mỹ Thạch Bắc, nhận đỡ đầu mới 3 cháu đi hết 18 tuổi tại khu phố Mỹ Thạch Tây và khu phố Đoàn Trai. Tại hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức kỹ năng pháp luật về phòng cháy chữa cháy và các biện pháp giải pháp thoát nạn cứu người năm 2022 do phường Trường Xuân tổ chức tuần qua, các đại biểu đã được phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy và các biện pháp giải pháp thoát nạn cứu người. Qua đây tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hộ gia đình và cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Giải Việt Giã cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng lần thứ 11 năm 2022 do Ủy ban dân thành phố Tam Kỳ tổ chức đã diễn ra vô cùng sôi nổi vào ngày cuối tuần qua. Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Đông Hưng đến dự và tham gia chạy hưởng ứng. Giải thu hút 522 vận động viên tham gia, trong đó khối gia đình là 40 vận động viên ở cự ly 1.500m, khối cán bộ công nhân viên chức lao động là 318 vận động viên chạy ở cự ly 1.500m đối với nữ và 3.000m đối với nam, khối xã phường, lực lượng vũ trang và trường học 164 vận động viên chạy cự ly 3.000m đối với nữ và 5.000m đối với nam. Ngay sau phần lễ khai mạc, 360 đại biểu đã tham gia chạy hưởng ứng, sau đó là phần tranh tài hấp dẫn ở các nội dung, trong đó đây là năm đầu tiên khối gia đình tham gia giải. Khép lại những trận tranh tài hấp dẫn, phường Tân Thành xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn ở khối xã phường, lực lượng vũ trang và trường học. Giải nhì thuộc về xã Tam Thăng và giải ba thuộc về xã Tam Phú. Ở khối cán bộ công nhân viên chức lao động, giải nhất toàn đoàn thuộc về công ty cổ phần dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ, công đoàn phường Hòa Thuận đạt giải nhì và công đoàn xã Tam Ngọc đạt giải ba. Sau một tuần tranh tài sôi nổi, cuối tuần qua, giải bóng đá nam 5 người công nhân viên chức lao động thành phố Tam Kỳ năm 2022 đã khép lại thành công rực rỡ. Ở khối xã phường, giải nhất thuộc về công đoàn xã Tam Thanh, khối doanh nghiệp giải nhất là công đoàn siêu thị điện máy Chợ Lớn và khối hành chính sự nghiệp giải nhất thuộc về công đoàn quản lý đô thị. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải cá nhân gồm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất và giải phong cách cho các đội bóng ở cả ba khối tham gia giải. Theo ghi nhận, giải đã thu hút đông đảo cổ động viên đến dự xem và cổ vũ. Thưa quý vị và các bạn, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, thành phố Tam Kỳ đã triển khai mã QR code
để tra cứu thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công. Hiện nay, thành phố đã hoàn thành việc niêm yết bản QR code tại 13 xã phường. Tuy nhiên, vẫn chưa phát huy hết hiệu quả của tiện ích này. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân phường Tân Thạnh đã xuất hiện bản niêm yết gồm 12 mã QR code, tương ứng với 94 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên tất cả các lĩnh vực, nhằm hỗ trợ tổ chức người dân đăng nhập, tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính. Để sử dụng quét mã QR code, người dân tổ chức chỉ cần dùng điện thoại thông minh, sử dụng ứng dụng camera trên điện thoại, ứng dụng Zalo hoặc một ứng dụng quét mã QR code bất kỳ để quét mã QR code của chuyên trang để truy cập thông tin thủ tục hành chính. Từ đó dễ dàng và nhanh chóng thực hiện thủ tục hành chính cần giải quyết. Từ khi có bản quét QR code thì em cảm thấy là mọi việc nó dễ và nó tiện lợi hơn ngày xưa rất là nhiều. Ban đầu thì triển khai thì người dân chưa hiểu được cái quét mã này. Tuy nhiên sau khi chúng tôi kết hợp những cuộc họp và cũng như là tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã hướng dẫn và cũng như giải trình cho người dân hiểu được cái mã QR code này thì người dân cũng rất là ủng hộ. Và đến nay thì chúng tôi cập nhật trong một phần mềm một cửa thì tỷ lệ tham gia rất là lớn. Đến nay, từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính qua mức độ bao bóng là 778 hồ sơ. Hiện nay trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, 13 xã phường đã thực hiện niêm yết bản mã QR code thủ tục hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương phát huy hiệu quả từ mô hình này như phường Hòa Hương, Tân Thạnh, An Phú, An Sơn, Hòa Thuận, thì tại một số địa phương, nhất là các xã vùng ven, người dân nông thôn chưa tiếp cận với tiện ích này mà vẫn tra cứu thông tin thủ tục hành chính trên bản niêm yết văn bản giấy. Thực tế này đòi hỏi những địa phương này cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân làm quen với ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua thời gian triển khai thực hiện thì cái việc người dân tiếp cận cái này còn ít, đặc biệt là đặc thù khu vực nông thôn. Cái việc mà quét mã QR để mà tìm hiểu cái thủ tục hành chính thì còn ít. Thì để thời gian tới thì bên cạnh cái việc niêm yết tại xã thì ban sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cũng như là niêm yết tại 8 nhà văn hóa thôn để nhân dân tiếp cận và dần dần sẽ quen với cái việc thực hiện tra cứu cũng như thực hiện thủ tục hành chính bằng mã QR. Việc tra cứu thủ tục hành chính bằng mã QR code là bước đệm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ở chính quyền cấp xã phường, để người dân làm quen với việc sử dụng công nghệ số bằng điện thoại thông minh thay vì sử dụng văn bản giấy. Từ đó hình thành thói quen giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nhà mà không cần đến cơ quan nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, tự ý xây dựng trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng trên đất công, đất trong vùng quy hoạch, tình hình này vẫn đang diễn biến phức tạp, buộc chính quyền các địa phương phải cương quyết giải quyết triệt để lập lại trật tự kỷ cương pháp luật, ghi nhận tại Tam Kỳ. Ngôi nhà kiên cố này vừa được cưỡng chế tháo dỡ hoàn toàn vì đã xây dựng trên đất nông nghiệp và lại nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất thực hiện dự án. Trước đó, chính quyền các cấp đã tuyên truyền, vận động giải thích nhiều lần, thậm chí ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu tháo dỡ trả lại nguyên trạng. Đây cũng là một trong nhiều trường hợp vi phạm đã được chính quyền kiên quyết xử lý và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân xung quanh. Thấy là đánh tụi xe, thấy đây là cũng thống nhất cái chủ trương chung ở trên là họ đưa ra những cái biện pháp nhiều thứ là thấy cũng thích hợp hơn. Như vậy là cũng có cái vấn đề cũng như là cũng trật tự xây dựng cũng rõ nét. Hiện nay các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực xây dựng thường gặp là xây khi chưa được cấp phép, xây dựng trên đất chưa chuyển mục đích, đất trong diện quy hoạch, xây dựng lấn chiếm đất công, và hầu hết là cố tình vi phạm. Một số trường hợp trong số đó đã tự tháo dỡ sau khi có quyết định của chính quyền yêu cầu buộc khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, dù là công trình lớn hay nhỏ, khi tháo dỡ cũng tự gây thiệt hại cho chính chủ công trình. Như tôi đầu tư đây là thậm chí là nó gần 600 triệu. Yếu, có công thự, có xây, có vận chuyển, thắt cỏ hay. Thế mình có biết là xây dựng lên như thế thì có vi phạm không? Biết ra tôi biết rằng là vi phạm, nhưng mà thậm chí tôi cũng nó thâu kỹ mình lồn thấp đi, tụm gỡ đi ở chẳng qua mùa lục để mà nuôi tôm. Chứ còn
nước trong quá trình làm nhà như đây thì địa phương có nhắc nhở hay không? Có, địa phương thì nói trong phường rồi cán bộ được cũng có xuống nhắc nhở, nhưng mà tôi nói thao kệ lồm tồm chân môn rồi nhà nước yêu cầu cần tôi thố gửi, nhưng mà vừa rau được nhận là trên nữa thì đưa gì thì tôi cũng bữa phường cũng có nhắc nhở nữa là tôi tự xin thố gửi. Để khắc phục tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, chính quyền địa phương có vai trò đầu tiên trong việc phát hiện, tuyên truyền và kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm. Tuy nhiên, hiện nay, việc này cũng gặp những khó khăn do không phải người dân nào cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của việc vi phạm trật tự xây dựng, nhà ở. Một bộ phận khác thì cố tình làm trái với quy định pháp luật. Việc mà kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm thì đâu đó cũng vẫn còn những cái tồn tại, và thường là những trường hợp vi phạm thì người ta tranh thủ vào những cái thời gian mà thứ bảy chủ nhật, thời gian ngoài giờ. Thứ hai là cái việc là những vị trí mà công trình vi phạm thường là ở những cái nơi hẻo lánh, những cái nơi mà thường là ít có cái người qua lại. Thứ hai là cái công tác phối hợp trong cái việc mà kiểm tra phát hiện của hệ thống chính trị thì vẫn còn nhiều cái nó chưa được đồng bộ. Do đó cái phát hiện ngay từ ban đầu, cái lúc mà mới vừa diễn ra thì nó chưa được kịp thời. Cái việc nữa là cái việc người mà vi phạm đó thì thường là người ta khi xác định là người ta biết cái việc vi phạm, nhưng mà vì cái hoàn cảnh, vì cái điều kiện cá nhân mà họ cố tình vi phạm cho dù được nhắc nhở.